31 tuổi, quê Cà Mau, Nguyễn Long Bình, 24 tuổi, quê An Giang, Sơn Hồng Võ, 27 tuổi, quê Sóc Trăng, Đinh Chủ Linh, 25 tuổi, ngụ huyện Mỏ Cày Bắc, quê Bến Tre, Đinh Văn Chiến, 46 tuổi, cha ruột Linh, Phan Bảo Duy, 26 tuổi, quê Cà Mau, và Trương Vĩnh Thạnh, 34 tuổi, quê Tiền Giang. Theo kết quả điều tra của Công an tỉnh Tiền Giang, đầu năm 2017, Công an tỉnh nhận nhiều thông tin có người mua bán tiền giả. Tối ngày 30 tháng 8 năm 2017, trinh sát phòng cảnh sát hình sự đã bắt quả tang Thanh và Bình đang giao cho cha con Chiến 30 triệu đồng tiền giả, đổi lấy 10 triệu đồng tiền thật tại ngã ba Trung Lương. Qua làm việc, Bình và Thanh khai xưởng sản xuất tiền giả được đặt tại phòng trọ ở Bình Dương. Sau khi sản xuất tiền giả, Thanh, Bình dùng các mạng xã hội rao bán với tỷ lệ 30 triệu đồng tiền giả lấy 10 triệu đồng tiền thật. Khi có khách hàng, Thanh giao cho Bình và Võ số điện thoại của khách để đi giao hàng.